Và cái cống này đang chảy nước à. Mình nghĩ là cá tép nó sẽ hóng. Mình sẽ đi từ đằng kia mình mua lại. Ok các bạn. Phải nói mé rồi, không dám nói to. To sợ nó động. Cá này nó thông minh lắm. Hy vọng hớt được đàn tép. Wow. Ui nhưng mà ui còn con bé to quá. Hỏng hơi nhỏ, hỏng hơi nhỏ ơi. Hỏng rồi. Ui trời ơi, con gì đây? Ui. Đi thôi. Tép đi. Mất rồi. Úi xa. Quá liền. Đống này tép rộng rộng. Đây các bạn ạ. Úi đẹp như thế mà không có nhỉ. Đánh 5 mét lên. Nhìn trên, đầu trên. Ôi giời ơi. Không khá được các bạn. Đây. Cái chỗ này. Cái đây nó là một cái cửa cống chảy. Không biết có gì không. Nghe mình mùng lắm. Trong veo. Trời gió mạnh nhưng mà chả thấy gì. Wow. Hai em. Hai em phi. Em phi và băm cho vịt các bạn. Này. Ok, giờ mình chuyển địa điểm khác. Dầm to chưa? To. Ui. Thank you.
quái còn còn thử quái to. Đây có con lớn thử quái to lắm. Đây các bạn, chụp.